Thưa quý vị, thưa các bạn, mặc dù khí hậu nắng nóng quanh năm, nhưng trên mảnh đất Ninh Thuận vẫn có nhiều loại nông sản đặc thù mang lại kinh tế cao. Để đa dạng hóa nông sản, Ninh Thuận mạnh dạn đưa những loại cây trồng mới vào sản xuất, trong đó có cây măng tây đã được chính phủ Hà Lan hỗ trợ thông qua dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp, đã giúp bà con nông dân, đặc biệt là lao động nữ nơi đây ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Cây măng tây tuy mới du nhập vào Ninh Thuận được vài năm, nhưng đã thích ứng với khí hậu khắc nghiệt nơi đây. Mỗi hecta trồng măng tây, đầu tư ban đầu khoảng 30-40 triệu đồng, năng suất trung bình 8,2 tấn trên một hecta. Với giá 1 kg măng tây hiện tại từ 50.000 đến 70.000 đồng 1 kg, người trồng thu lãi từ 400 đến 500 triệu đồng một hecta một năm, cao hơn rất nhiều so với các loại cây trồng khác trên cùng diện tích. Với lợi thế đó, năm 2018, măng tây đã được lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận quyết định chọn là một trong 12 sản phẩm nông sản đặc thù của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Cái sản phẩm của măng tây hiện nay tiêu thụ rất mạnh ở ngoài thị trường, và hình như là khi sản xuất đến đâu là hết hàng đến đấy, và cái khả năng trong thời gian đấy thì cái nhu cầu càng nhiều hơn nữa. Theo chúng tôi đánh giá, không những trong thị trường trong nước mà kể cả là xuất khẩu ra các nước bên ngoài. Hiện nay thì chúng ta cũng chưa hiểu hết ý nghĩa cũng như là liên quan đến cái mục đích sử dụng của cây măng tây xanh. Vì thế chúng tôi cho rằng là phải có những cái thông tin tuyên truyền nhiều hơn nữa, quảng bá nhiều hơn nữa, liên doanh liên kết nhiều hơn nữa và sự vào cuộc của các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là cây măng tây xanh. Từ lúc chỉ có 2 hecta thí điểm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Ninh Thuận đã có khoảng 156 hecta trồng măng tây tập trung ở các huyện Ninh Phước, Ninh Sơn, Ninh Hải, Thuận Bắc và thành phố Phan Giang, Tháp Chàm. Định hướng quy hoạch đến năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu sẽ đạt 500 hecta diện tích trồng măng tây. Nhờ làm tốt công tác xúc tiến thương mại, sản phẩm măng tây Ninh Thuận đã được người dân cả nước biết đến và nhiều doanh nghiệp đã tìm hướng xuất khẩu mặt hàng này. Đồng thời cũng là nhờ một phần hỗ trợ không nhỏ của dự án tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ, nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp Flow EW do chính phủ Hà Lan tài trợ thông qua tổ chức phát triển Hà Lan SNV triển khai tại Việt Nam. Cây măng tây này là chủ yếu là phụ nữ làm, cái này là làm rất nhẹ công, là phụ nữ đa số là phụ nữ làm. Bởi vậy cái dự án này đầu tư có đúng mục đích về cây măng, hệ thống cây măng tây trên sa mạc này. Tại vì cái hướng tới là bà con nông dân là cũng phát triển mở rộng cái diện tích. Dự án này còn đang hoạt động tới năm 2020. Bắt đầu qua năm 2017 thì thấy cái măng tây thì nó cũng là cái hiệu quả, nên cũng vận động tất cả các chị em, các cái hộ gia đình để mà trồng cái măng tây. Thì hiện nay thì qua đánh giá của măng tây á, thì thấy nó rất là hiệu quả và tạo cái điều kiện công việc cho các chị em phụ nữ, nó cũng một cái phần nào đó nó nhẹ nhàng. Dự án tăng cường cơ hội cho doanh nghiệp nữ, nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp được triển khai từ năm 2016, thực hiện tại 4 tỉnh Quảng Bình, Bình Thuận, Bình Định và Ninh Thuận với tổng kinh phí khoảng 2 triệu euro. Đối với Ninh Thuận, thông qua Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại đã triển khai tư vấn, quy hoạch vùng trồng măng tây, nghiên cứu xây dựng mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã thu mua, tổ hợp tác xã sản xuất măng tây. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng một số hợp tác xã nông nghiệp do phụ nữ làm chủ hoặc thu hút nhiều lao động nữ nhằm cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế. Đồng bào Chăm là đồng bào về mẫu hệ, và trên thực tế thì đúng là mẫu hệ, nhưng thực sự là gánh nặng lên vai người phụ nữ nhiều hơn và tiếng nói thì vẫn rất là hạn chế. Thế thì khi mà ứng dụng cây măng tây thì phụ nữ Chăm lại có cơ hội được tham gia những cái hoạt động về sản xuất, được tham gia những cái tập huấn và những cơ hội phát triển để có thể được nâng cao được cái trình độ của bản thân cũng như là tiếp cận những cái cơ hội về phát triển. Vì trồng cây măng tây này đầu tư cũng tương đối, và người vợ và người chồng sẽ cùng phải bàn với nhau là khi mà đầu tư như thế nào. Để khi mà trồng cây măng tây xuống thì đã có thể là hai vợ chồng cùng chăm sóc và có thể mang lại những cái lợi nhuận đầu tiên. Nông nghiệp ruộng là nó thấp hơn bên măng tây này. Nó măng tây tuy rằng vậy chứ mà ít nhiều cũng có cái hàng ngày, hàng tháng của chúng tôi nam và nữ để có công ăn việc làm. Có sao nói vậy thì cũng nhờ bên măng tây thì ăn uống cái đời sống của hàng ngày gia đình thì nó rào rộng hơn. Lợi ích của cây măng tây trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa dạng hóa các sản phẩm nông sản đã nhìn thấy rõ. Tuy nhiên, người nông dân vẫn còn lo lắng vì đầu ra chưa thực sự ổn định. Để khắc phục tình trạng này, Sở Công Thương Ninh Thuận cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt là tận dụng sự hỗ trợ của Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV,
tuyên truyền tới người dân không mở rộng diện tích một cách tự phát, xây dựng mô hình trồng mang tây theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại phát triển tổ hợp tác sản xuất chế biến sâu nhằm bảo đảm sản phẩm và đầu ra ổn định cho người dân. Để mà tìm kiếm cái đầu ra mà cho cái mang tây của tỉnh Ninh Thuận thì chúng tôi á, là cũng làm cái bảng là cẩm nang thị trường để giúp cho các cái doanh nghiệp nắm bắt và khảo sát được cái giá của thị trường. Thì chúng tôi là cũng là sẽ cố gắng phối hợp và triển khai đến các cái hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong cái là quảng bá liên kết tiêu thụ các cái sản phẩm mà do nữ sản xuất. Dự án nâng cao vai trò phụ nữ trong sản xuất kinh doanh nông nghiệp Flow LE được triển khai thông qua những hoạt động hỗ trợ hiệu quả như là đối với cây mang tây tại Ninh Thuận sẽ giúp dự án đạt được mục tiêu đặt ra. Qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp, tăng thu nhập cho người dân, ổn định đời sống kinh tế xã hội địa phương và đặc biệt là cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế.